Bạn chào mừng bạn đến kênh Tốt Diệm Trụng. Tôi Ngôn Tùng đến từ công ty nhiệm hạn Diệm Trụng một. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các loại thuốc nước dùng để diệt mối nha bạn. Thì bên kênh YouTube mình có nhiều video để hướng dẫn cách diệt mối nha bạn. Thường là chỗ có mối là mình sử dụng BMC trước, xong rồi 5 ngày sau mình tiến hành phun thuốc nước nha bạn. Phun thuốc nước thì hiện tại là cái dòng Mithis là cao cấp nhất nha bạn, kế tiếp là dòng Termay. Mithis là chai lớn là do Mỹ sản xuất cho bạn, chai nhỏ là Thụy Sĩ sản xuất. Đây những cái nhà là cao cấp luôn các bạn. Mình hiện tại đang sử dụng dòng Mithis nha bạn. Nó không hôi, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, với độ tồn lưu nó cao. Nếu những cái nhà như thế này á, là mỗi lần xử lý là mỗi lần khó. Nên mình xử lý cái dòng Mithis cho nó cao cấp bạn. Còn mình không mình muốn rẻ hơn tí thì sử dụng dòng tơ mai, mình tiến hành mình phun thuốc mình ngăn ngừa mình các bạn. Còn khu vực mà bị tường đồ bị các bạn, mình lấy kim tiêm mình bơm vô, bạn pha ra mình cứ kim tiêm mình bơm vô, nước thì mình ngăn ngừa là tốt các bạn. Chứ còn mình diệt thì tùy theo trường hợp mà mình diệt. Cái dòng mà thuốc nước tốt nhất hiện nay các bạn là dòng mi thiết chứ dòng tơ mai, là để xử lý cho nhà đang ở nha bạn, nhà đang ở. Còn trường hợp mà nhà đang thi công thì giống như là mình xử lý mối nền móng đâu bạn, thì nên xử lý cái dòng đang thi công thì mình nên xử lý, một là mi thiết kế tiếp tơ mai các bạn. Tơ mai là dòng Malaysia, một cho chai này nửa lít mình pha được 200 lít nước, còn không là mua cái dòng Wajiri của Nhật Bản là 1 lít pha 200 lít nước các bạn. Kế tiếp là dòng Map Pusher bạn, nhà Map Pusher là cái dòng nó rẻ nhất cho bạn. Hiện tại là một chai 1 lít pha được 60 đến 80 lít nước, của xuất xứ từ Singapore. Mình chốt lại nha bạn, chốt lại là dòng nếu mà xử lý dòng cao cấp nhất hiện nay, bất cứ là ở nhà đang xây hay là nhà đang ở, thì sử dụng dòng mi thiết với dòng tơ mai, nó không hôi, nó không ảnh hưởng sức khỏe các bạn, phun tránh thức ăn nước uống. Còn trường hợp mà công trình thì thằng mi thiết tơ mai cũng vẫn là dòng cao cấp nhất nha bạn. Kế tiếp là dòng Wajiri của Nhật Bản, dòng này hơi hôi các bạn, với dòng Map Pusher là hai dòng hôi các bạn. Cái buổi mà hướng dẫn mà sử dụng cái loại thuốc nước xử lý mối đó thì kết thúc, các bạn xem video thay, nhớ like, share, đón nhận video theo. Xin chào và hẹn gặp lại.